Trời heo mình đang chuẩn bị gặm con thứ 14 nè các bạn. Đó, con 14 ra rồi, ra thêm một cái bọc dao luôn các bạn ơi. Ở đây là 12 con ở ngoài nó bú rồi nè. Đây là con thứ 14 nè. Rồi tối nay có heo đẻ nữa nè các bạn. Hồi chiều giờ là mình tính đâu là ngày mơi mới tới ngày nó đẻ, mà hôm nay mới đi ra coi nó đẻ nè các bạn. Hai con rồi nè, lăn lóc rồi. Để lấy cái miếng keo dính chuột này ra để thôi nó dính trong đây à. Hồi chiều mình kiểm tra chưa có sữa, chưa có biểu hiện đẻ chứ chứ. Mà giờ đẻ rồi nè, đứt dây rúng luôn rồi. Phân mấy con này mình chưa dọn luôn nè. Đó, con này mình cũng thấy nó đứng lên nằm xuống nè. Để tí mình kiểm tra sữa nó sao. Đó, con bên đây thấy mình vô nó cũng đứng dậy rồi nè. Rồi để quay lại hai con này đi, rồi mình bắt bỏ vô sọt trước đi. Rồi một tí nữa thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đây, con này chưa bung rúng luôn nè các bạn. Nè, cái rúng nó còn dính trong mẹ nó luôn nè. Rồi bây giờ để mình dọn phân, mình lau chùi nó xong đi. Con này các bạn đón với mình đi các bạn. Con này là tầm 12 con đổ lên nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì heo mình đẻ lại thì mình có dịp mình quay heo đẻ cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Khoảng một tháng nay á, là heo của mình nó chưa có đẻ. Thì hôm nay là heo của mình bắt đầu đẻ lại, nó đẻ 5-6 con liên tục. Thì các bạn nhớ đón xem những clip heo đẻ của mình. Nếu mà trong quá trình đẻ nó có cái vấn đề gì mà khó khăn á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn đỡ đẻ cho nó, để các bạn được yên tâm hơn. Các bạn xem clip của mình á, thì khoảng 70% là các bạn sẽ đỡ đẻ được và các bạn điều trị bệnh được. Các bạn xem clip của mình á, thì mình hướng dẫn thì các bạn làm được hết á. Còn vấn đề gì mà các bạn không hiểu á, thì các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình của mình đi. Mình sẽ tư vấn, mình hỗ trợ các bạn để những cái vấn đề mà các bạn chưa có nắm được á, thì cho các bạn nắm được để các bạn chăn nuôi được thành công và hiệu quả hơn nha. Hôm nay con heo buổi chiều các bạn là mình chưa có thấy triệu chứng đẻ gì hết trơn á, nhưng mà hồi nãy mình ra mình coi á là nó cũng chưa có đẻ nữa, nó chỉ đứng lên nằm xuống thôi. Mình cứ nghĩ là nó đứng lên nó ăn rồi xong rồi nó nằm xuống thôi. Rồi xong cái mình khoảng chừng 15 phút sau mình đi ra mình thăm cái nữa, nó làm gì cùm cùm ngoài này. Mình ra mình thấy hai con rồi thì mình quay cho các bạn xem đó. Thì các bạn cùng đón với mình là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Heo mình mới vừa đẻ ra con thứ ba nè các bạn. Mà bật điện thoại cho các bạn quay mà lúc đẻ ra thì không kịp các bạn ơi. Đó, đây là con thứ ba nha. Heo của mình bầy này thì đẻ nó goi goi chứ nó không có to lắm đâu. Đó, trong đây hai con nè. Tổng là được ba con. Các bạn nhìn cái bụng nó nè các bạn. Nó đẻ ba con rồi mà cái bụng nó nè. Nó quay cho các bạn xem cái bụng nó u nè. Cái con này mình gợi ý cho các bạn nha. Tầm 12 con đổ lên thì các bạn đối với mình là xem bao nhiêu con. Con này to lắm. Cái con này là hai máu, đẻ lứa này lứa thứ hai rồi. Này là con, đó là con ba máu nha các bạn. Này là heo thịt nha. Rồi, heo mình hiện tại là con thứ tư nè các bạn. Để gán mấy con nữa thì mình quay trực tiếp cho các bạn xem nha. Đó, con thứ tư rồi, con thứ tư này nhỏ hơn ba con còn lại. Mình thấy nó cũng muốn gặn nữa rồi, các bạn đợi một tí đi. Rồi mình đợi nó gặn ra đi, mình quay cho các bạn xem quá trình con heo con nó ra ngoài nha. Mình quay cho các bạn xem cái con thứ năm nè các bạn. Cái con này là nó cũng dài đòn nha. Ở ngoài nó dài đòn như trong video thì thấy nó hơi ngắn đòn các bạn. Là nó ra gần tới xương chậu rồi, nó ra tới đây rồi nè. Mà cái giò nó co lại, cái giò sau giống như là mình ngồi chồm hổm vậy đó. Nên cái kích thước nó quá to đi, nó ra không được. Nên mình phải đưa tay vô từ từ, mình can thiệp, mình kéo cái giò nó thẳng ra thì nó mới ra được nha. Nãy giờ mẹ nó gặn khoảng 5-6 cái luôn á, ra nước ói nhiều lắm mà nó không ra. Rồi các bạn chờ những con kế tiếp nha các bạn. Rồi con thứ sáu ra nè các bạn, ra đầu trước nè, nãy giờ mới canh được con để cho các bạn coi đó. Để mình bứt dây rúng nó ra trước cái nha các bạn. Rồi mình vừa bứt dây rúng nó ra rồi đó các bạn, cái con này là con thứ sáu nè. Nó dài đòn lắm. Đó, đàn heo của mình con nào cũng dài đòn hết trơn á, trong đây là 5 con rồi nè. Các bạn nhìn thấy nó đều không? Nó goi goi, nó không to lắm mà nó không nhỏ lắm nhưng mà nó đều đều với nhau các bạn. Mẹ nó đẻ được 6 con rồi mà cái bụng nó nè. Bụng còn to lắm. Đó, các bạn thấy nó đội không? Nó đội nguyên một vùng tròn luôn, các bạn thấy không? Rồi các bạn cứ chờ hết clip để xem là heo mình được bao nhiêu con nha. Cái con này mình đón tầm 15 con nha các bạn. Đó, con này bụng nè. Con bên đây thì bụng nhỏ các bạn. Con bên đây là CP 3 máu, nó cũng gần tới ngày đẻ rồi, không chừng ngày mai là tới nó đó. Đây, con này đã hết 2 máu. Các bạn nhìn thấy bụng nó gom không? Nó gom tròn là nó sẽ nhiều. Còn thường thường mình thấy cái bụng mà dài á là nó sẽ ít các bạn.
như mấy con này nè, bụng gom tròn một cục vậy đó. Bụng con này nó cũng tròn nè, nó không có bự, không có dài. Heo mình vừa ra con thứ bảy nè các bạn. Nãy giờ cái chỗ này cái nước nó ối á, nó lẫn với máu á, nhiều quá nên mình chùi cho nó sạch nha. Đây là con thứ bảy mới ra nè. Trong đây là được 6 con rồi nè. Đó, 3 4 5 6, con này con thứ bảy nha. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cúng nó đi, rồi mình bỏ nó vô mình giữ ấm đi. Rồi cái bầy này á các bạn là khoảng chừng 10 đến 12 con. Thì mình sẽ cho nó bú, rồi những con đẻ sau á thì mình sẽ cho nó bú sau nha. Mấy bầy bên đây ngủ khì rồi nè. Cái con này hồi một tuần trước á là nó đẻ chỉ có 8 con đó các bạn. Con này là con heo tơ. Nó khô 3 con rồi, nó chỉ còn 5 con thôi. Mới có một tuần mà nó rất là to luôn. Tại vì mẹ nó đủ sữa, nó nuôi mấy con này. Mấy con này sẽ ú hơn. Cái bầy bên đây khả năng là mẹ nó không đủ sữa, tại vì mình thấy không có bẻ sữa các bạn. Bẻ sữa không có gì hết trơn á, là nó sẽ không đủ sữa đâu. Rồi mình sẽ tập cho nó uống sữa ngoài với amốc, với cám tập ăn để mới đủ dinh dưỡng, mới đủ cung cấp cho cái đàn của nó để cho nó lớn đều nha các bạn. À, các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Ăn coi nè các bạn, con heo mình mới vừa đẻ ra một con nữa nè. Cái con này mình chưa có buộc dây cúng xong nữa là nó đẻ ra con này rồi. Rồi mình gắn buộc dây cúng xong mình quay cho các bạn xem đó. Dây cúng nó vẫn còn luôn nè, đó các bạn thấy chưa? Dây cúng nó vẫn còn dính theo mẹ nó nha. Rồi hiện tại heo mình là được 8 con các bạn. Để mình đem hai con này ra mình buộc cúng đi, mình lau chùi cho sạch đi rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Rồi heo mình tiếp tục ra con thứ 9 nè các bạn thấy nó đổi đổi chưa? Đó nó sắp ra tới rồi đó, còn chỉ còn 1cm nữa là nó ra rồi. Nó con này ra đít trước nha. Con thứ 9 này to các bạn ơi. Con thứ 9 này mình dòm là to hơn những con còn lại luôn đó. Trong đây nè, các bạn nhìn xem là con ở ngoài với con ở trong nè. 8 con ở ngoài nó nhỏ hơn con, 8 con ở trong nó nhỏ hơn con ở ngoài các bạn. Đó. Hiện tại là heo mình được 9 con nhưng mà bụng vẫn còn to, vẫn còn đội. Chỗ này chắc cú là con nó luôn nè, nó đội chỗ này nè. Rồi để tiếp tục chăm sóc con này để giữ ấm nó đi, rồi một tí nữa khoảng 10 con đi, 10 con 11 con gì đó thì mình sẽ đem ra cho nó bú. Rồi mình quay trước cái tổng đàn cho các bạn xem, rồi những con sau thì quay sau cho các bạn tham khảo nha. Con này đẻ cũng nhanh đó các bạn. Rồi heo mình ra con thứ 10 nè các bạn. Đó, con thứ 10 này goi goi các bạn ơi, con thứ 10 này nhỏ hơn con thứ 9 hồi nãy nha. Ê, quay cận cảnh lại đây. Con thứ 10. Đó, hôm nay chào đời, chưa thấy mặt trời nha, ngày mai mới thấy. Hôm nay là buổi tối, bây giờ là gần 10 giờ đêm rồi các bạn. Được con thứ 10. Bây giờ là 9 giờ 53. Bây giờ là 9 giờ 53 phút buổi tối rồi. Sắp 10 giờ rồi. Mà ra con thứ 10 rồi nha. Dài đòn các bạn. Con nào cũng dài đòn hết trơn á. Đẻ 10 con rồi nhưng mà bụng vẫn còn đội, vẫn còn to các bạn. Con heo này là mình đón 15 con nha. Các bạn đón bao nhiêu con thì các bạn bình luận xuống để mình cùng tham, để một tí nữa kết thúc video xem thử là được bao nhiêu con nha các bạn. Còn mấy con bên đây ngủ khì luôn, vẫn chưa thức luôn. Đó. Bụng này bụng nhỏ, bụng này chừng 6 7 con thôi. Bụng này cũng đậm đó, bụng này là cũng giống như là con đang đẻ đó các bạn. Đây bụng dưới này nè, bụng đại ca dưới này nè, này là đại ca nó nhất trong bầy nè. Ngày 12 tây là sẽ đẻ, nó là CP2 máu, con này cũng CP2 máu luôn, hai con trùng ngày luôn nha. À, phối ngày 20 tháng 9, rồi tới ngày 12 tháng 1 thì nó sẽ đẻ. Đây lịch nó đây. Phối cũng 20 tháng 9 luôn. Con này nè các bạn với con trên sàn là một cặp nè, đẻ 18-20, 18-20, nó là một cặp đó. Rồi heo mình ra con thứ 11 rồi các bạn. Nó chạy lại kịp quay cho các bạn xem luôn. Con thứ 11 này nhỏ các bạn ơi. Đẻ con thứ 11 rồi mà bụng vẫn còn đội nè. Các bạn nhìn thấy cái ngón tay của mình là nó, cái khu vực tròn tròn này nó còn đội nè. Mình đứng lên nó, cái khoảng này nó còn đội nè các bạn. Là con nó còn nha. Mới có 11 con thôi. Con này là phải 14-15 con đổ lên chứ không có dưới đâu các bạn. Con 11 này hơi ốm, hơi nhỏ. Ồ, mấy đại ca đây nè. Con nào cũng nấy là tròn nửng no nóc hết trơn rồi. Mới có 1 tuần đó.
Cái con này tại vì cái bụng nó nhỏ quá nên mình không có quay cho các bạn xem. Mình sẽ quay cho các bạn xem là những cái trường hợp mà con bự hoặc là nó có vấn đề gì đó thì mình quay, mình mới chia sẻ kinh nghiệm được. Còn cái con này á, là mình đón nó khô thai một phần rồi thì cũng không có vấn đề gì để chia sẻ cho các bạn nên mình không có quay. Với một phần nữa là bữa đó là mình đi công chuyện về mình mệt quá các bạn, quay cũng không nổi luôn các bạn. Rồi, những con kế tiếp này á, thì mình sẽ tranh thủ mình quay cho các bạn nha. Đây, nguyên một dọc nái của mình nè các bạn. Những con này đẻ thì mình sẽ quay từng con để mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Để cho các bạn chăn nuôi, các bạn có kinh nghiệm đỡ đẻ, làm tại nhà. Mình không cần kêu thú y đâu, tự mình làm là được rồi. Đó, mấy con này thì chỉ có phối mới có tháng mấy 2 tháng thôi, bụng nó còn nhỏ nha. Có cái con này nè, con này thì ngày 25 tháng 12 thì nó sẽ đẻ. Rồi mấy con kế này. Đó. Cái này là cái đường đi của mình nè. Rồi mình không đủ lòng, bây giờ mình gào cái đường đi này lại. Mình lúc trước là mình chữa đường đi là khoảng cách là bằng cái lòng nái luôn. Bây giờ mình hàng lại luôn rồi, mình đưa con nái xuống luôn rồi. Hiện tại là mình không có đủ lòng. Để năm tới thì mình sẽ xây nới cái chuồng ra, thì mình sẽ tăng nái lên. Mình sẽ tăng nái lên. Rồi con nái của mình tăng số lượng nhiều thì mình sẽ phục vụ cho các bạn nhiều. Bây giờ các bạn hỏi heo mình á, heo mình không có, không đủ giao cho các bạn. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Con thứ 12 chuẩn bị ra nè các bạn. Quá trời gặn luôn rồi nè. Hiện tại là nó đang gặn con thứ 12. Là 11 con rồi là mình chưa có chích oxytocin để hỗ trợ nó đẻ đó các bạn. Thời gian đầu á, nó còn sức, nó gặn được thì các bạn cứ để cho nó gặn đi. Các bạn đừng có lạm dụng oxytocin. Khi mà các bạn lạm dụng oxytocin á, mà con heo các bạn đẻ 18-20 con á, là đẻ thời gian dài là con heo của các bạn nó rất là mệt, nó gặn không nổi luôn. Nên các bạn làm theo mình đi. Khi mà con heo của các bạn đẻ khoảng chừng 70% đổ lên á, thì các bạn hãy chích oxytocin. Các bạn đừng có gấp chích trước. Tại vì chích trước đồng ý là con heo nó đẻ suôn sẻ thì nó đẻ nhanh đó. Nhưng mà gặp những trường hợp mà con heo bự á, nó kẹt lại là các bạn không biết xử lý á, là các bạn mệt lắm. Nên các bạn làm theo hướng dẫn của mình đi, nó cũng an toàn và nó cũng nhanh mà. Nên các bạn đừng có làm theo hướng dẫn thú y mà đẻ ra một con là tiêm. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Khi mà các bạn tiêm thời gian đầu là thời gian sau con heo mẹ nó mệt, nó không gặn nổi nữa thì các bạn phải sử dụng thuốc liên tục thì nó mới đẻ được. Còn mà các bạn không sử dụng thuốc là nó không có gặn được, nó vừa gặn cái nó mất sức, nó mệt rồi nó, heo con nó khó ra lắm. Nên các bạn là các bạn đưa tay vô các bạn can thiệp, càng can thiệp nhiều thì nó càng dễ xước nhiều và nó viêm nhiều. Nhầm con là nó viêm nặng tách bầy ra các bạn không phối được. Thì cái nước đó các bạn nuôi cám cho nó một tháng nữa, mất 700-800 ngàn tiền cám rồi. Rồi thêm tiền thuốc nữa là nó ra cả triệu rồi đó. Nên các bạn lưu ý vấn đề sử dụng oxytocin nha. Rồi con thứ 12 ra nè các bạn. Đó, để mình chùi bớt máu nha các bạn. Rồi con thứ 12 này thì cũng vừa vừa các bạn, cũng không có to lắm mà cũng không có nhỏ lắm, nó vừa vừa thôi. Đó, hiện tại là heo mình được 12 con rồi. Thì cái con thứ 12 này mình sẽ nhốt riêng, mình sẽ bắt 11 con đó ra, mình cho nó bú trước đi. Rồi một tí nữa những anh chị em của nó ra sao á, thì mình sẽ cho nó bú sau chung với 12 con này. Nó sẽ còn vài con nữa các bạn, chưa hết đâu các bạn ơi, các bạn nhớ đón xem hết clip của mình nha. Đó, hiện tại là heo của mình được 12 con, nhưng mà bụng vẫn còn đội. Là vẫn còn con nha. Rồi các bạn, bây giờ là hiện tại là heo mình nó đẻ được 12 con rồi. Bây giờ mình sẽ thả trước 11 con ra cho nó bú trước đi. Rồi những con còn lại thì mình cho nó bú sau nha. Bây giờ không biết cái con nào mà mới đẻ, cái con nào mà đẻ rồi lâu luôn rồi. Hai con. Nãy có đánh mực các bạn mà bây giờ nó bay hết rồi. Bốn con. Sáu con. Tám con. 12 con, vậy là 12 con.
uống trước luôn các bạn. Rồi một tí nữa đi, rồi một tí nữa những con đẻ sau thì mình cho nó bú sau nha. Những con này nè mình cho nó bú no xong, thiệt là no luôn, mình mới để nó vô sọ. Rồi những con đẻ sau mình sẽ cho nó bú cũng thiệt là no luôn, rồi mình mới thả cái đàn này ra, là mình thả chung cho nó bú luôn. Các bạn làm giống như mình đi thì heo mới đủ sữa được. Ví dụ như các bạn chia ra hai tớp thì một hai ngày đầu tiên á, thì nó sẽ đủ sữa, còn mà những ngày sau là heo con nó lớn rồi, cái bao tử nó rộng ra rồi, thì các bạn chia hai tớp thì tớp sau nó không có sữa đâu các bạn. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con nào mà chưa bú được, mình sẽ để vô bú mẹ nó, để cho nó bú được, nó uống được cái sữa đầu thì nó mới tăng sức đề kháng được. Quay cho các bạn coi xem con thứ 13 này các bạn, con thứ 13 nè, đó, con thứ 13 này nhỏ các bạn ơi, không có được to lắm, hơi ốm nữa nha, hơi lòi xương sống luôn. 12 con nó bú nè, rồi mình sẽ cho con thứ 13 này vô sọt giữ ấm, đợi cho 12 con này nó bú xong nó no thiệt là no đi. Rồi mình mới thả cái đàn xanh sao ra. Rồi cái đàn xanh sao này bú thiệt là no. Rồi mình mới thả cái 12 con này ra chung luôn nha. Đó, hiện tại heo mình đã được 13 con rồi các bạn. Rồi heo mình đang chuẩn bị gặm con thứ 14 nè các bạn. Đó, con 14 ra, rồi ra thêm một cái bọc nhau luôn các bạn ơi. Ở đây là 12 con ở ngoài nó bú rồi nè, đây là con thứ 14 nè. Con thứ 13 nằm trong đây, con thứ 13 nãy giờ thấy mấy con kia bú la quá trời la luôn. Rồi bây giờ có anh em chung với nó rồi, bỏ vô hai con chung chơi cho nó bớt la. 12 con bú ở ngoài. Rồi con thứ 15 chuẩn bị ra luôn nè các bạn. Quay sát lại cho các bạn xem nè. Con này ra đuôi trước rồi. Nó con thứ 15 nha các bạn ơi. 15 con rồi nha. 15 con mà mình thấy bụng nó cũng còn đội đó. Các bạn đợi một tí nữa đi, xem là kết quả coi là nó còn thêm hay không. Hồi nãy là mình đón 14, 15 con thì bây giờ nói chung là cũng tạm ok rồi đó. Đó, ở ngoài là 42 con. Đây con nữa là 13 nè. Trong sọt 2 con là 15 con nha. Con thứ 15 này to đó các bạn. Rồi để mình đưa cái con này vô trong sọt để giữ ấm nha. Đợi những con này ngoài nó bú no đi, còn tí nữa mình cho mấy con nó bú sau. Rồi heo mình tiếp tục gặm nữa các bạn, không biết là ra nhau hay ra con đây. Chắc con rồi các bạn ơi. Rồi con thứ 16 ra các bạn ơi. Rồi 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 để chùi nhanh.
Đây mình cập nhật con thứ 16 cho các bạn xem nè các bạn. Cái con này á là nó dãy là do là cái nhớt trong miệng nó nhiều rồi nó thở không nổi. Là mình xử lý cũng dễ dàng các bạn. Có trường hợp là những con mà nó đẻ ra nó kẹt lâu á thì nó yếu rồi nó ngọt á thì nó mình chăm nó hơi cực thôi. Còn những con này không sao. Gặp những trường hợp đó đó, các bạn lấy cái nồi lao, các bạn chùi mỏ, các bạn chùi trong miệng, trong mũi nó liền. Các bạn cầm hai chân sau nó lên, các bạn lấy cái tay các bạn bề này nè. Các bạn đánh dây dai nó 3-4 cái, các bạn quay lại chùi. Bắt đầu các bạn chổng đầu nó xuống, cầm hai chân nó lên, quánh 3-4 cái nữa. Quánh vừa vừa thôi, rồi bắt đầu là các bạn nghe nó thở hoặc nó la là nó sống. Còn mà trường hợp mà nó không thở không la thì trường hợp đó thì nó cứu không được thôi các bạn. Còn mà trường hợp mà nó hước hước các bạn, nó không, nó thở vẫn nhẹ được nhưng mà nó hước hước mà các bạn chùi hoài nó cũng vậy luôn, nhưng mà các bạn chịu khó đi, các bạn dùng miệng của các bạn, các bạn hút cái mũi nó, các bạn là hút vô miệng mình đó nghe, chứ các bạn không phải thổi vô mũi nó, không phải là các bạn cầm mà các bạn thổi vô đâu, thổi vô là nó ngạt nó ngọt luôn á, các bạn phải hút trong mũi nó ra. Nên các bạn làm cái nghề này các bạn không ghê á, thì heo mà gặp trường hợp ngợp thì các bạn phải làm cách đó thì các bạn mới cứu được con heo. Còn mà các bạn không làm, không dám làm á, thì con heo của các bạn hao là cái đó là vấn đề là phải chịu rồi các bạn. Rồi hiện tại là 16 con. Con heo này mình chưa sử dụng oxytocin luôn các bạn. Mình thấy nó còn đẻ được thì mình để cho nó đẻ luôn nha. Mình chưa có sử dụng oxytocin. Khoảng một tí nữa đi, khoảng chừng 10-15 phút nữa mình thấy nó gặn hoặc là nó chưa ra thì mình có thể là mình chích một mũi oxytocin. Mình thấy cái bụng nó chỗ này nè, nó còn đội, không biết là còn ngao hay còn con. Rồi để mình chờ một tí nữa coi sao nha. Hai con heo kia, con tách bầy với một con ở dưới ô, đưa xuống sát với nhau nó kè la hoài. Nãy giờ mình chờ khoảng 15 phút rồi các bạn, nhưng mà chưa thấy có biểu hiện gặn gì hết á. Thì bây giờ mình sẽ can thiệp một mũi oxytocin, mình sẽ can thiệp là 3C oxytocin nha, để hỗ trợ cho nó đẻ. Các bạn dùng 3C là đã đủ tác dụng rồi, chứ không có cần sử dụng nhiều đâu các bạn. Có các bạn sử dụng là 10C, hơn 10C luôn. Các bạn làm như vậy á là cái tử cung nó co bóp nhiều, là dẫn đến con nái nó mệt thôi. Nhưng mà các bạn tiêm từ 3 đến 5C là nó đã đủ tác dụng rồi. 3C là nó đủ kích thích tử cung để tử cung co bóp để đẩy heo ra rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiêm một mũi rồi mình sẽ chờ đợi coi nó gặn nó ra nhau hay ca con nha. Nó vẫn còn đội nhưng mà không biết là cái gì đây. Coi là được lọc con nào nữa hay không nha các bạn. Nãy giờ mình chích oxytocin được khoảng 15 phút rồi các bạn, mà nãy giờ chưa thấy có cơn gặn nào hết á. Thì bây giờ mình quyết định là mình thả 4 con trong sọt này ra. 4 con trong sọt này nè, mình thả ra và mình bắt 12 con ở ngoài này vô để cho 4 con trong sọt này nó bú. Nếu mà trường hợp mà trong quá trình 4 con nó bú á, có con nào đẻ ra nữa thì mình cho nó bú luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt vô. Đây nè các bạn, ở đây là 4 con là mình đã đưa nó ra rồi nè. Là mình phát hiện là con heo mình nó đã ra nhau rồi, thì khả năng là con heo mình chắc nó chỉ có bao nhiêu thôi các bạn ơi. Rồi mấy con này á, là mình đã nhốt trong sọt rồi nè. Nãy giờ mình thả 4 con này ra nó bú nó no nè các bạn. Có con đó nó ngủ luôn kìa, nó no xong nó ngủ luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thả 12 con này ra chung với 4 con đó luôn. Là mình thả 16 con nhập chung luôn nha. Rồi đây mình thả ra nhập chung rồi nè các bạn, 16 con nha. Heo mẹ nó cũng 16 vú luôn. Cho nó giành bú đi. Cái này là thả chung mình không tách nữa, mình chỉ nuôi một bầy đó thôi. Tách ra là nó không đủ sữa. Bắt đầu ngày mai là có thể là mình tập cho nó uống sữa ngoài rồi. Thì sữa mẹ nó không đủ đâu. Các bạn nhìn thấy con heo này nè, sữa mẹ của nó không có bầu tròn đâu. Các bạn nhìn bên đây nè, con nào có sữa nhiều á là cái bầu vú chỗ này nè nó u lên, nó tròn lên, nó mới có bầu sữa nhiều. Còn mà nó bằng chang như vậy là nó không được bao nhiêu sữa chứ các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh mình trong thời gian qua nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Hiện tại là heo của mình đẻ được 16 con. Các bạn nhớ chờ đón xem những cái con tới này á, xem là nó đẻ được bao nhiêu con nha. Đó, như con này mình gợi ý cho các bạn là khoảng 7 con đến 8 con. Rồi cái con này á, là dao động khoảng 10, chắc khoảng 13, 14 con các bạn. Còn con bên đây á, thì chắc khoảng 15.
thì thêm cái con dưới này thì mình đón chắc khoảng chừng 17-18 con á. Rồi thêm con này nữa, con này chắc 13-14 được.